Trong 15 năm qua, nhà văn hóa lao động thành phố thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, trở thành địa chỉ thân quen của đông đảo công dân, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. Hàng năm, nhà văn hóa lao động thành phố phối hợp với các ban của Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức các hoạt động lớn như hội thao truyền thống công dân, viên chức, người lao động, chương trình bánh chưng xanh, đám cưới tập thể công dân, phiên chợ công dân. Từ 6 câu lạc bộ lúc khánh thành đến nay, nhà văn hóa lao động thành phố đã có 26 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao với hơn 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt, tập luyện. Các câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các giải thi đấu nội bộ, tổ chức các hoạt động giao lưu với những câu lạc bộ trên địa bàn thành phố và địa phương lân cận. Dịp này, nhà văn hóa lao động thành phố trao giấy khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của đơn vị suốt 15 năm qua.